hello các bạn. Lại một chuyến đi mới nữa. Đối các bạn, mình đang đâu? Phía sau là mô hình cái tháp Siphon kìa. Thì ở sân bay Đài Loan, ở Taoyuan hình như là đầu tiên hay sao đó. Bạn nào transit ở đây hoặc qua đây đi làm, đi học thì chắc cũng quen ở đây ha. Thì hiện tại là mình transit ở đây để qua Mỹ, dự ra mắt một cái điện thoại mới của Samsung là cái gì thì sẽ từ từ bật mí sau. Đó, thì tập này là lang thang đi máy bay thôi, chạy xe hơi vòng vòng ở Mỹ với lại về ăn Tết, nhưng mà vẫn quay tiếp cho các bạn xem Tết rảnh rỗi xem. Đó, rồi bây giờ đi vòng vòng chơi, kiếm mua quần áo, mua quà gì cho bạn bè ở Mỹ coi. Rồi 2 tiếng nữa sân bay Đài Loan các bạn, ở Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan. Vô các bạn ơi. Boarding delay 7:25 mới boarding. Đó, bài tiếp qua San Francisco đây. Boarding tiếp các bạn, 46E. Lần đầu bay EVA luôn nha. Phần ăn nè các bạn, cơm thịt heo, bánh mì. Nhìn cũng khá ok ha. Đồ ăn của Đài Loan thì nhiên khá giống Việt Nam, ăn dễ ăn rồi. Máy bay full hết, không còn một ghế trống luôn các bạn. Full đất thập diện may phục luôn. Quá wow, trời quá đất. Welcome to San Francisco. Yeah. Đây, check in nha. Đây các bạn, chiếc này giống Ford Transit quá các bạn. Này độ này đi camper van là đã luôn, bự gấp 2 lần chiếc sóc của mình. Chris. Hello. Gamer nói tiếng Việt Nam đây, Devil. Devil gamer các bạn. Đó, đây thì nó hơi mờ ha. Nhưng mà để coi công nghệ mới sao, nghe nói là tự chỉnh cho mình luôn, nhưng mà không có bật mí trước. Mà lúc các bạn xem vlog này thì chắc là đã mấy ngày sau thì đã biết nó như thế nào rồi, nên mình cũng tò mò. Đây cũng gần 2 năm rồi mới quay trở lại San Francisco nè các bạn. Đang chạy về San Jose các bạn. Bây giờ Việt Nam là 8 giờ sáng, bà con đang đi làm. Nhưng mà bên đây thì mới có ngày hôm trước thôi các bạn. Tại vì bay qua vạch phân chia ngày giờ giữa Thái Bình Dương á, Tesla kìa. Để kiếm chiếc xe bữa truck chạy thử coi. Đường quá đã luôn. Đây, sân bay nè các bạn. Cái này là cái sân bay mà các bạn nào ở đây sẽ hay thấy F-35 nó bay qua bay lại nè. Cái sân bay quân sự rồi dân dụng cũng có luôn. Đó, các bạn mà ở Silicon Valley, ở Mountain Valley thì là mấy cái county gần đây là sẽ hay thấy F-35 nè. Rồi, mới đi ngang trụ sở Facebook, Meta rồi Google. Bây giờ mình đang đi gần về tới San Jose rồi các bạn. Trời âm u quá ha. Về tới San Jose kẹt xe quá các bạn. Làng bên trái này hết là SUV nè, là hai occupancy land á, hay còn gọi là diamond land, carbon á, là cho xe mà từ 3 người trở lên. Ưu tiên cho xe nào chở nhiều được đi làng này, không xe ít hơn số quy định là bị phạt. Bắt tài đang chạy nè. Này phải Ford Transit không ta? Cũng gần tới rồi, kẹt xe quá. Trời sáng sáng hơn chút rồi ha. Rồi, mình ở khách sạn Hyatt Place các bạn. Đợt này ở khách sạn xịn, đợt trước ở bèo bọt quá, toàn ở motel với ngủ ngoài đường, ngủ nhờ không. Đó, nay có Samsung bao vé quá đã, phòng 804. Hyatt này không có bằng Hyatt Bắc Hyatt ở Sài Gòn, cái đó là khách sạn sang rồi, cái này chỉ là một cái chỗ nghỉ. Giá phòng là 414 đô các bạn. 10 cũ ha. Đây, để coi trong có gì nhé. Ở có mình nên thôi. Có thể nhét đâu. Đây, không cần thẻ để mở điện luôn. Ồ. Công tắc đây. Rồi. Bên đây là các bạn thấy là họ xài mouse dặm với lại là nhiệt độ là đang 69 nè, là đang xem độ F các bạn. 70 độ F không biết là nhiêu, chắc khoảng 20 hai mấy độ độ C. Để mở cái đèn lên cho sáng. Cái nút đèn kia đâu rồi? Đây, hai phòng ngủ. Đó. Đó, bên kia Hilton luôn kìa. Góc đường có nhiều cây cọ đẹp quá ha. Đèn mới có 5-6 giờ tối mà trời tới thui rồi các bạn, đang vô mùa đông rồi. Trên lệch ngày giờ khá nhiều.
tắm đây. Phòng 10 cũ ngay trung tâm San Jose. Nước nóng lạnh. À, có bồn tắm luôn. Bồn tắm này chắc vừa dân châu Á với dân Mỹ nó dài lắm. Rèm. Rồi. Này sáng hơn nè. Nó phần giường twin. Ngủ mình lên thôi. À, này có một cái sofa các bạn. Rồi tivi. Này có máy lạnh, máy sửa đây của Chiro Electric nè. Rồi sẽ ở đây đăm đêm. Xong rồi vòng vòng đây dự ra mắt cái Samsung. Rồi đi vài cuộc thi test chụp hình, quay phim, zoom xa, review tính năng AI cho các bạn. Xong rồi đi tiếp. Buồn hiu các bạn. Đây là đi mọi người đi ăn pizza đây. Vô một nhà hàng pizza sát bên đây. Rồi có mấy kẹo complimentary. Đây nhà hàng pizza ở Mỹ. Đi ăn với nhóm phóng viên báo chí. Bạn menu đây. Nhà hàng được 68 năm rồi. À, bên đây là rượu. À, có burger nè. Cái này nó pizza mà tùm lum món hết. Kê vị, salad, súp. Chắc này chắc ăn steak quá, Samsung mời. Ăn thoải mái. Chắc mình làm cái steak quá. Mỹ là steak là đỉnh luôn, Mỹ với Úc. Đó, lamb chop có thịt cừu rồi luôn nè, thịt heo luôn nè. Tuyệt vời. Này chắc kêu cái steak quá các bạn. À, rồi đây. Rồi trước đi Mỹ cũng quay vlog mà quay quá kỹ. Nhìn cao to đẹp trai ghê không? Này mọi người đa số ăn steak hết kìa. Bữa ăn Việt Nam rồi nay ăn đồ Mỹ các bạn. Đây steak của mình các bạn, một phần sirloin. Đây là medium rare. Ăn kèm với potato khoai tây đây. Kem. Đó. Rồi còn Trist ăn gì đây? Nhiều quá. Burger quá nhiều luôn. Còn dương dê, ổ lộn dương ăn gì đây? Đùi cừu hả cưng? Quá nhiều. Dương dê ăn dương. Đây dương review công nghệ nè các bạn. Rồi mấy anh em báo chí mời các bạn ăn tối đầu tiên buổi Mỹ nha. Mở hành luôn. $150 to $250. It's like a salary of a normal worker in my country. It's only 5 hours. So yeah, so average anywhere from $30 to $45 per hour depending on my trips. Oh, okay. But no less than $30. Okay. And at the most sometimes $45. Okay. Sometimes $50 per hour. So it kind of average. Oh, I see. So not every hour is the same. 1 hour could be $30, but it never goes down that. Oh. And next hour could be $45. Okay. Or you could have every single hour for $30, like no more than that, and that's like the slow day where you get like $150. But when you're getting every single hour $45 to $50, that's okay. When it's like good day. Okay. The most that I've done, but I did like 7 hours. Yep. Was $450. Woo! That's the whole salary of like a normal worker. But I drove all the way to like 2 a.m. Oh, I see. Okay, yeah. So from 6, I went into 2 a.m. So I 11, 12, 1, 2, so I did 7 hours. I should become an Uber driver in here. Yeah, so it pays good. So no less than 30, and then the average between nice hour, $45, $50. Oh, nice cool. Thank you. Yeah. Quên mang đồ theo cho lịch sự ghé Macy. Cái chỗ hay mua nè, Nordstrom rồi Macy, mấy cái shop quần áo. Mua cái áo vest với đôi giày. Giày quá trời lại mua thêm. Quên mang theo. Rồi trời bắt đầu mưa lâm râm nữa nè. Đang đợi Uber qua chở về. Về ngủ. Kia có xe cảnh sát kìa các bạn. Xe cảnh sát Mỹ, xe của Ford. Chị bảo vệ. Đó. Đây có anh xe lăn. Đang đợi Uber tới chở về. Đó, xe cảnh sát kìa. Chiếc Ford giống kiểu Ford Explorer đó. Mốt đi chơi riêng sẽ review thêm cho các bạn. Xe cổ. Bữa nay quá mệt rồi. Tối qua ngủ được có 1 tiếng. Hai bên với phía trước mặt là đứa nhỏ thập diện mai phục.
nó đạp đứa thì đạp mình, đứa thì khóc la cả đêm, nhưng mà nhờ vậy tối nay ngủ thì sẽ đúng giờ lại, không bị chết lắc. 3 tiếng nữa là tới giờ anh bắt rồi. Đây là phần ăn sáng ở khách sạn Viad đây. Nước cam, cà phê, trái cây. Một phần ăn sáng kiểu Mỹ đây. Bacon. Đó, rồi khoai tây chiên. Nó để coi này là gì nha. Cái chảo nóng ghê, trứng các bạn. Này là gì đây? Wow, ốp la. Này là nó đã include trong cái buổi trong cái giá phòng rồi. 414 đô. Bánh mì, bagel. Đó, ăn sáng kiểu Mỹ. Miễn phí. Chưa có ai hết, còn khá vắng. Lấy một ít đồ ăn đây. Thêm lên nước cam, trái cây. Quá đủ chất, tí nữa uống cà phê sao các bạn. Mời các bạn sáng. Ngày đầu trải nghiệm bản Samsung mới. Arabica nè các bạn. Arabica. Các bạn, ngày trọng đại đã đến. She is coming. Khoảng 2 mai nữa là tới rồi. Xe xịn quá, Lincoln. Đây là bác tài xế. Hello Mr. Driver. Hay lâu lắm mới mặc vest từ cái đợt làm chú rể phụ năm 2021-22 tới giờ. Phía sau Chris cũng lên đồ mà. Quá đẹp trai các bạn. Mũi cao anh này, anh Korean boy nào chứ không phải là Vietnamita. Rồi, đã đến SAP Center các bạn. Galaxy Unpacked San Jose. Cái này đọc chữ J là đọc theo tiếng Tây Ban Nha. J là âm câm, Jose. Đây. Ông Nguyên đâu rồi? Ông Nguyên tới rồi. Ông Nguyên Vlog, trời ơi, không gặp ngờ lại gặp lại bên đây các bạn. Đây, bắt tay ông Nguyên Vlog. Đây. Trời, đi tìm ông quá đẹp trai. Bé thấy ok không các bạn? Đây đã tới cái SAP Center nè, SAP Center là cái chỗ sẽ làm một cái buổi ra mắt một cái bé điện Samsung các bạn. Bãi đỗ xe vẫn còn khá đông ha. Vẫn còn khá trống. Đây, mọi người đã đến từ khắp các nước luôn, vui quá. Từ nãy có nghe mấy tiếng Thái Lan rồi đó, ông Nguyên Vlog kia kìa. Đó, quá trời, tác nghiệp. tác nghiệp. Rồi đây, Tris Phan đây. Trầm xào vía, lấy vía, nút không mơ nút kim cương. Tới nút bạc được rồi, 100.000 sub là vui rồi. Nôn quá. Influencer xếp hàng vô đây các bạn. Thẻ đây. Đó. Thẻ đẹp chưa? Quét QR code chuẩn bị sẵn rồi vô thôi. Thêm một cái thẻ nữa. Thẻ này là cho vô sự kiện influencer. Kiểm tra an ninh luôn các bạn, dán cái túi cứ như là ký gửi bay máy bay vậy đó. Ai mang máy ảnh rồi kiểm tra an ninh cái. Rồi vào trong thôi. Galaxy Unpacked. City of San Jose, California. Tiểu bang giàu nhất nước Mỹ các bạn. Quá rộng rãi rồi. Đây. Đây mấy nhóm anh em báo chí tối qua ăn chung đây. Đã đến rồi. Kia là cái siêu City of San Jose. Của thành phố San Jose. Nơi có cộng đồng người Việt cũng rất là đông, cùng với Los Angeles, Houston, Eden Center ở bên Virginia. Bây giờ chuẩn bị đi vô phòng, đợi chờ cái tuần nay rồi cuối cùng cũng sắp đến. Đã đến rồi. Đã vào trong các bạn. Lần đầu đi unpack của sự kiện một cái của Samsung ở Mỹ. Quá rồi bà con tác nghiệp. Đây là cái ô dành cho influencer, rồi báo chí. Quá đẹp. Rồi bắt đầu rồi các bạn ơi. Today, your imagination. Me como llegar allí.
Camine unas dos cuadras en esa dirección y gire a la izquierda. Walk about two blocks in that direction and turn left. Này, các bạn cầm cái điện thoại đưa okay. cho người khác nó sẽ quay cái màn hình lại luôn để cả hai cùng nói chuyện với nhau luôn. It's very easy to bạn làm chiếc nhẫn luôn, khỏi mang đồng hồ đo thông số nữa mà mang nhẫn luôn. Đây có đồ ăn nè các bạn. Ban tổ chức chuẩn bị một cái lunch box, hộp đồ ăn, nhiều món khác nhau và nước bên kia miễn phí luôn. Đây mình đã có được trên tay bạn S24 để ra ngoài kiếm chỗ lần Henon review cho các bạn xem. Các bạn đã có trên tay, nôn quá, khui thôi. Các bạn bây giờ mới đi vô khu trải nghiệm đây. Nãy giờ đông quá nên đi ăn trước các bạn. Nhưng mà khách VIP đây, có sẵn trên tay cầm riêng một cái luôn. Đây, vô khu trải nghiệm bé S24, năm số chẵn, số đẹp. Đây là trong khu trải nghiệm. Đó, điểm nhấn của bé em 24 là AI hỗ trợ rất nhiều. Này các bạn đồng nghiệp KOL, reviewer, chụp hình, quay phim quá trời. Ông Nguyên Vlog không biết còn đây hôm nay, ông xếp hàng, ông đợi vô trước các bạn. Mấy góc này chụp hình đẹp nè. Mấy đồng nghiệp nè, quá trời. Đây, có model luôn nè, để test mấy cái tính năng của điện thoại nè. Khu vực trải nghiệm nè các bạn. Này không phải là một cái store nên không có dây ràng, không có rút ra, không có kêu gì hết. Thoải mái, đây là các đời S24. Hình như cái này là cái bản SFE nè. Nó sẽ có bo viền nhỏ hơn, cầm vừa tay hơn. Đó, ta hồ, quá trời màu. Bản này hình như là bản base. À, rồi sẽ lên bản Galaxy và bản Ultra, đúng không? Bay plus và Ultra. Đó, bản base thì nó sẽ bo tròn nhỏ như thế này các bạn. Đây là mọi người đang đồng nghiệp để đi một vòng để coi các reviewer các nước họ review thế nào, đủ các phương tiện luôn, chụp hình, quay phim. Đó. À, tha hồ, rồi một đống ở đây luôn. Khỏi chen chúc. Đây là bé S23 đây. Đây là S24 Ultra, đây là bản Plus và đây là bản thường. Thì các bạn thấy cái bản Base là nó sẽ bo tròn hơn, bản Plus cũng vậy ha. Rồi đây là Ultra, nó sẽ lớn hơn, vuông vức hơn. Thì cái kích cỡ khá tương đương với một bạn S23 đây, S24. Các bạn thấy là nó cũng không có bề ngoài, cảm quan cũng không có thấy khác nhau nhiều. Và chỉ có cái bản Ultra mới có cây viết thôi nha, cây S Pen đây. Còn hai bản kia không có. Đây, lật qua nha. Đây. Đó, thì mặt trước đây. Mặt trước cũng không có thấy gì nha. Rồi. Ở dưới đây thì các bạn thấy là cái micro ở đây của S34 thì cái này nó không còn cái rảnh mà nó một cái đường luôn. Còn cái khe gắn thẻ nhớ thì ở khe gắn SIM thì là nằm tất cả đều nằm ở dưới hết nè các bạn. Đây, bản này cũng vậy. Ok, đó là ngoài cảm quan. Đây, mình unbox luôn các bạn để camera 0.6 đang lấy cái S23. Unbox cái S24 đây. Trong hộp có gì? Do cái này là hàng sample để các bạn review test. Thì cái này thường sẽ dán ở ngoài đây. Đúng không? Không có lấy hàng. Đây là hàng finished good luôn á. Hả? Hàng finished good luôn á chứ không phải sample đâu. À, không phải sample, ý là ra mặt hàng nhưng mà hàng test nên thường cái này á bán trong store sẽ dán vô đây. Đó, do not accept if seal broken. Ở đây. Wow, mở ra nè. Mình yêu thích cái tiếng này quá các bạn. Ngon lành. Đây, khởi động lần đầu nha. Giữ nút nguồn luôn nè. Đó,
đây các bạn. Cái máy này ở đây cái. Rồi, ok luôn. Đây, Chris đi chụp hình rồi. Còn mình ở đây mình unbox tiếp. Đây các bạn. Power by Android, đây là khởi động lần đầu. Cái này là lựa tiếng à, lựa ngoại ngữ, đây là tiếng gì nha. Let's see. Accessibility cho mấy bạn mắt kém. Rồi, lựa ngôn ngữ nè, lấy tiếng Anh của Mỹ đi cho nó xoang. Are we to on? Đây là setup lần đầu. This is setup with no device. Này mình sẽ setup manually các bạn. Tại vì mình sẽ được giữ cái điện thoại này đâu vài tháng luôn tha hồ chụp hình. Nên bây giờ cứ sign in vô để tải hết những cái tính năng cũng như là tận dụng trải nghiệm hết những cái tính năng của Samsung ha. Đây đang có wifi đây. Unpack 2024 đây. Bát là Galaxy 2024. Đó. Ngon lành. Rồi service provider. Ok, restart cái. Này, getting your phone ready. Các bạn cài đăng nhập vô rồi nè. Đây là những cái lần lướt đầu tiên. Chưa có hình nào hết. Đây, camera đây các bạn. Nó sẽ list sẵn lúc trước là chỉ có 1. Đâu để coi 1, 3, 10. Hôm nay có thêm cái camera số 5 nữa. Đây các bạn thấy là trên bản Ultra đây. Cái này Super Wide nè. Cái này Wide nè. 200m luôn nè. Cái này là ống kính như là nhân 5, nhân 10. Còn này là nhân 3. Nhân 3 thì phải. Cái này là chỉ có 12m thôi. Cái này là đâu để coi được 50MB luôn nè. Trên đây sensor. Đèn flash. Đó thì hôm nay các bạn thấy là cái nút nhân 3 nó được đưa ra ngoài luôn. Đây chọn nè. 200MB luôn nè. Khủng khiếp không? Chụp zoom xa 10. Và video cũng thế. Video cũng được nhân 10 luôn các bạn. Để ra ngoài kiếm test cho. Đọc về lại ai, ok. Trả thẻ được tặng một cái Smart Tag 2. Thank you very much. The white one please. Thank you very much. Thank you. Đây các bạn. Làm mới mua hai cái mà nay được ở đây một cái trắng một cái đen. Phải lão bữa lão mua hai cái nữa thêm cái nữa bạn nào lấy không tặng nè. Smart Tag. Tạm biệt buổi event các bạn, sẽ còn rất nhiều hoạt động tài xế chạy Uber. Nhìn mặt quen quen qua đây, thật ra là các bạn thấy hào nhoáng ở trên đi chơi ở Mỹ, thật ra là đi Uber các bạn. Thì đây tranh thủ chạy Uber kiếm thêm cuốc nè, tội nghiệp anh Nguyên quá trời phải qua tài xế nè. Chạy Uber. Anh Nguyên bye bye, cảm ơn bác tài nha, năm sau. Ủa mọi người chưa xuống để đi qua trải nghiệm tiếp thì mình thử mấy cái zoom này các bạn. Đây. Đây là zoom 1x nè. Qua 3x nè, 2 nè. 3 nè. 5 nè. Wow. 10 nè. Vẫn rất rõ nha. 30 nè. Đây, và đây là 100. Đây. Giờ nó sẽ xử lý lên nè các bạn. Đó. Rồi giờ mình đi vô cái một nơi gọi là Queue House. Tiếp tục buổi chiều sẽ test những cái tính năng của bạn Galaxy S24 các bạn. Hi, thank you. Wow, đẹp quá các bạn, Queue House. Này sao giống một cái party đi tiệc đứng quá ta. Trong đây có những cái máy chơi game nè. Đây, để chụp studio nè. Đây sẽ là cái nơi mà tổ chức những cái cuộc thi game và trao giải luôn các bạn. Đó. Hoành tráng ghê không? Vào ghế rồi gói có lót đầu rồi luôn nè.
này chắc do Tris gamer, chứ mình là mình bên nhóm chụp ảnh. Hoành tráng ghê không? Nay xong sớm không biết làm gì, đi Walmart chơi nè các bạn. Đây là siêu thị Walmart. Chắc bạn nào chắc ít nhiều trong đời cũng nghe nói tới đây ha. Này mở cửa đến 11 giờ luôn. Đây. Đây là khu đồ camping, cắm trại. Bên này có bán súng luôn nè. Súng này súng săn nè các bạn. Mấy cái hộp này đựng đồ này, camera săn bắn luôn nè. Đã ha. Nhìn ghiền phết. Này đồ câu cá đây. Này Hiếu bác chắc khoái lắm nè. Thùng giữ nhiệt. Mốt bạn sóc qua đây chắc đổi đồ thì đồ cắm trại, đồ xe cộ, bên đây là thiên đường luôn các bạn. Thủ làm chai bia các bạn, sẵn ngồi test thêm bạn S24 Ultra đây. Đây, Corona bỏ chanh vô, đặc trưng ở Mỹ. Nghe kể là hồi xưa là mấy người đi lính đó, vô tình để chanh ở trên cái nó lao cái mấy cái nắp cho nó đỡ reset, xong nó lọt vô mà uống thấy ngon quá, sau đó thì thành một cái truyền thống luôn là bỏ chanh vô bia Corona. Lúc nào cũng vậy luôn, uống ngon hơn nhiều. Các bạn ăn phở ở Mỹ đây. Tô đây là phần thường rất là lớn ha. Thịt bò bên đây thì rất là rẻ, rất là tươi. Dĩ nhiên là bên Mỹ thì rau rất là đắt, không có nhiều. Như đây là cũng khá rồi, chanh, ớt đâu nè, tương. Đó, rồi, còn Tris ăn gì đây? Phở tái luôn. Dạ, đi chang. Rồi, còn bên đây nè các bạn, phở bò, ớt bò viên. Nước dừa luôn. mười mấy đồng trái nè, dừa rất là mắc. Này chắc phải làm startup đem dừa với miền Tây quê tôi qua bán quá. Hello các bạn. Đợt trước mình tới San Jose mình cũng có ghé chỗ này chơi, nhưng mà không có quay vlog, đợt đó chưa có làm YouTuber, nay mới làm. Thì đây là một cái nơi gọi là Winchester Mystery House, là ngôi nhà huyền bí. Winchester là một cái giống như đại khái gọi là ngôi nhà ma, rất là cũ kỹ lâu đời, nhưng mà bây giờ thì họ cải tạo, họ bán vé vô tham quan nhìn rất là hay. Thì có nhiều câu chuyện ma đồn đại ở đây. Cái kiến trúc nó vẫn như nó từ kiến trúc gì ta, Victoria hả, cũng không chắc, nhưng mà cũng lâu đời. Đây các bạn, ở trong cũng có lâu lâu tổ chức nhiều cái event rồi chiếu phim, rồi nhất là những cái ngày kiểu Halloween du lịch này nọ, thì đây cũng là một cái nơi rất là hay. Các bạn nào có dịp đến San Jose thì ghé đây không quên. Đây, Winchester House, xây bởi Sarah Winchester, người vợ quá của một cái nhà sản xuất súng là Winchester. Chắc các bạn nào chơi game ha, hoặc là thích cái chủ đề quân đội chắc cũng nghe đến những cái khẩu Winchester rồi. Thì đây là nhà của bà vợ quá đó xây. Để là xây năm bắt đầu năm 1884 và bị gián đoạn cho tới cái lúc mà bả chết năm 1922. 160 phòng các bạn, 6 mẫu mẫu đất. Đây là đường 5 số, là một cái di sản của chính quyền California ha. Năm 1974. Đây, Winchester House. Nhà Home of Sarah Winchester, xây từ 1884-1922. Đây là ở ngoài. Thì trong đây có gì thì tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Đây là kỷ niệm năm 1984 là mình chưa đẻ nữa, là tròn 100 năm nè. Cái bảng này làm trước khi mình ra đời 2 năm. Đó rồi các bạn vô đây mua vé, không biết giá không vô. Để vô hỏi thử. Ok. Rồi Tesla đi Uber, chạy Tesla luôn nha. Rồi lên xe. Xịn quá. Tesla ở đây lấy chạy Uber. Ấn vô, đúng rồi. Hello các bạn, giờ tới tối đi ăn. Mình đang ở một con đường tên là gì đó không biết nữa, nhưng mà ở đây là mọi người đã chặn đường hai đầu, tức là chỉ nhà hàng ăn uống các bên thôi các bạn, không có cho xe vô. Thì đây là ngay trung tâm của San Jose đây, gần chỗ khách sạn mình ngủ. Nó khu CBD mà Central Business District á. Đây là những cái nhà hàng. Cũng còn khá sớm nên nhiều người chưa ra. Thì cái vỉa hè đây là được lấn ra ngoài hết nè. Mỗi nhà hàng đều được xài ngoài, sẽ có một cái khu ăn uống ở ngoài. Thì trời lạnh thì mọi người sẽ kiểu đây, gắn cái này lên các bạn. Có mấy cái máy sưởi nè, giống như kiểu đèn dầu mà mấy bạn đi cắm trại, nhưng mà cái này là cho quán ăn ở ngoài. Đó, đây là một cái nhà hàng Mỹ.
khá là xinh xắn. Đây là đồ ăn với bạn mình. Đây này có tacos nè, của mình là một cái burrito nè các bạn, tôm. Cái này phần quán mang ra nhìn rất là ngon ha. Bạn qua Mỹ ký sách cho fan nè, cầm sách tới tận nơi luôn. Diễm ha, ký tặng Diễm ha. Yes. Ký tặng Diễm yêu không? Diễm xương rồi. Sắp hết bật rồi bà nói. Ký tặng Diễm. Ví của Thành á. Trần đã đâu mà đáng thôi thớp vậy không, vậy nó mới đáng nhớ. Hôm nay là mấy tay? Hôm nay 18. Ở Mỹ là phải ghi theo tháng Mỹ trước là Jan. Đó, Mỹ thì đó, cái khúc đó là Việt Nam rồi đó. Hôm nay không ai ghi vậy. Cảm ơn nhiều, cảm ơn Diễm đã ủng hộ sách của mình. Đường đi vòng vòng đi test chơi S24 và đi ăn với bạn luôn. Đây là một cái nhà hàng Hàn Quốc. Đây là một cái nhà hàng nướng Hàn Quốc đây. Xếp hàng rất là lâu các bạn. Ở ngoài lạnh vô trong rất là ấm. Thịt nướng quá trời luôn. Đây 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 đây, thịt nướng Hàn Quốc. Đây đây, hai bạn chở mình đi ăn. Rồi. Rủ mình chơi bùng binh nữa nhưng mà mình không có chơi các bạn. Đây là mực đây. Món nhà hàng Hàn Quốc. Mình có giá lắm các bạn. Ai rủ mình chơi liền, ủa lộn, ai rủ là mình không có chơi. Đây. Nướng xèo xèo luôn. Đó, đã chưa? Giờ là vắng bớt, nãy là siêu đông luôn nè. Nhà hàng nướng Hàn Quốc. Ăn một phần ăn 3 người là 118 đồng, khoảng mỗi người khoảng 30 đồng các bạn. Ủa không, 40 đồng là chưa tiếp á. À, có thuế phần phí phần trăm gì 10 đô này 9 chấm. Cái này chắc tax sợ. 40 đồng là khoảng 1 triệu đồng một người các bạn, cho một phần ăn buffet. Ủa lộn, ăn BBQ rất là hoành tráng luôn. Quán này tên gì đây? Yakinik. Các bạn chuẩn bị cho cuộc thi Epic Zoom Fest với ống kính siêu khủng Zoom của San Francisco đây. Đây là các bạn bên KOL các nước, bên nhóm đây, tới San Francisco rồi các bạn. Ở đây bắt đầu chụp hình, Zoom nó đã hơn nè. Đây là vịnh San Fran đây. Dòng qua vịnh rất là đẹp. Đã tới San Francisco các bạn. Mình đúng có xe là mình đi train lên đây chơi đây. Hôm nay mang lại cái nón quen thuộc nè. Bây giờ mình sẽ đi vô trong team chụp ảnh quay phim các bạn. Xong rồi Mạnh Nai nãy đi chụp hình. Đây là ăn trưa kiểu buffet đây. Nhanh dữ ta. Các bạn đi vòng vòng kiểu tiệc buffet đứng. Rồi. Đây là một cái nhà hàng ở trung tâm San Francisco. This is Huê and this is Jose. Hai bạn là bạn là người Mỹ, bố là người Hoa, bạn người Việt Nam. You just speak Vietnamese, right? Yeah, biết chút xíu. Biết chút xíu. Chút xíu, but not like that, you know. They're from Samsung America team, and then nice to see you here. Yeah. Hello các bạn. Từ từ. Là đỉnh Twin Peaks. Twin là sinh đôi á, hai đỉnh sinh đôi. Thì ở đây từ San Jose đi lên San Fran thì các bạn thấy cái tháp này, các bạn sẽ biết là đỉnh Twin Peaks. Ở đây có một cái view toàn cảnh về thành phố San Francisco và thấy được cầu Cổng Vàng. Nhưng mà hôm nay trời hơi mù các bạn. Lên đây để mình test cái tính năng chụp nhân 3, nhân 5, nhân 10, nhân 100 của bạn S24, Galaxy S24 mới ra. Đó, thì lên đây là không còn chỗ nào lý tưởng hơn để test tính năng zoom, nhưng mà có điều hôm nay gặp trúng bữa trời mù quá. Đây, toàn bộ thành phố San Francisco. Thời tiết ha. Rồi, không sao. Rồi, ok. Cảm ơn em. Rồi các bạn, mình đang ở một cái nơi là Ferry Building. Thì hôm nay có một cái tiệc ở nhóm chơi game và nhóm chụp ảnh cho bạn Samsung Galaxy S24 ở đây, thì rất là đông vui. Thì đây phải là một cái tiệm đứng nữa. Đây cái tòa nhà trước đây là một cái Ferry Building, là tòa nhà một cái bến tàu, bến phà. Bây giờ mình vào
cho anh có thể đứng như thế này đây. Có bài nhạc chay luôn. Chay giao lưu với mọi người và đặc biệt thực hiện ánh sáng đó, tối tối để test phòng chức năng cùng đêm và mọi người đi như thế này. Đi quýt cây sau bên đây làm cái ly, như cái ly trà đá bên mình ha, có ống hút nữa. Khác với bên Việt Nam hay uống với mấy nước kia. Mình đi mua xúc xích hàng rong ở Mỹ đây các bạn. Khởi nghiệp ủng hộ anh này. Em ăn không? Yeah. Em luôn, hết cho. Em trả tiền cho. Can I have three sausage please? Này đến mời. Okay. Đó, đó, đó. Lên vlog mình phải lê lê xíu chứ. Đây là các bạn, đây là hot dog. $10 dish. Yep, có hành nè, ủi nhành, yep please. Wow, ớt luôn nè các bạn. Ketchup mayo mustard. Yep please. Sauce đây. Ketchup. Mustard. Mustard. Wow. Mayonnaise. Mayonnaise. Full combo luôn các bạn. Wow. How much for one? $10. $10? Yeah. Alright. Để cửa cho. No. Nếu mà chưa được xài khác. I will have to. Đây, mà lem. Mua 3 cái luôn các bạn. Rồi, ăn luôn, review. Ăn luôn nha. Review. Food review, đổi qua food review. No, please. Nó hơi ngồi, nhưng mà cũng ok. Mustard, please. And ketchup, please. Ok. Trong một đêm tối lạnh lẽo thế này thì quá âm lòng chiến sĩ. Mình yeah, that's it. Thank you. 10 đồng một cái là khoảng 230.000 một cây xúc xích. Nó thấy giật giá ở Mỹ kinh khủng không? Okay. Các bạn, Galaxy S24 có tính năng Live Translate, dịch trực tiếp cuộc gọi luôn. Bây giờ mình sẽ làm demo thử một cái cho các bạn. Đây, ví dụ mình gọi nha. Mình giả sử như mình không biết tiếng Anh nha. Gọi speaker lên nè. Alo nè, gọi cho ai đấy nè. Con là sit. Live translate đây. Rồi. Chọn có tiếng Việt luôn nè các bạn. Vui quá, tiếng Việt và tiếng Anh. Hello. Xin chào. Hi, how's it going? Hi, how's it going? Xin chào, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi muốn đặt phòng ở khách sạn của bạn. For what time? Mấy giờ? Hôm nay 6 giờ tối. Các bạn với tính năng photo assist trên bé Galaxy S24, chọn mình muốn cho mình lên nóc nhà luôn. Rồi nhấn nút generate. Đó, dễ chưa, lên nóc nhà luôn rồi nè. Xóa, đây là fill in vô rất là chính xác luôn.